bạn group anh nhát chụp clip xuống phục máy bằng phone lục bù lục mình lục ôm bạn chụp kia chỉ thay mình đóng thiệt hói bạn lục bù lục mình lục ôm này cầm phong tay xoay lục tinh lan do cặp ra prak nông cạn đặc sinh chún bạn là cái nạn chiều cắm rồi coi chỉ là cái nạn tàu bạc nạt thông hay tam cầm rải cá phục máy bằng phone này do đặc sinh chún bạn chỉ mùi kiểu bạn thấy nít vừa cao bằng hán chỉ mùi nâng hay lục bạn năm cái quý bạn tàu giờ ta hay lục năm cái quý đại chỉ bậc phết lan đặc chun bạt chỉ bậc phết lan để prapra chỉ mui nâng cầm lang một sân một sốt hay nâng phọc lệch đầy bạt chỉ mui nâng lan để miên ấp miên bốc ấp miên pá lan lại miên ai cả cướp bạt phong mang phốn lục pu lục mi lục ôm để miên chấm nạp rắm ai kho sạ su bán tam giải lấy chú sập chấm mặt nâng hàng cầm để video bạt được phong mang phốn lục pu lục mi mặn khơi hói bạt chỉ mui nâng toyota hello bạt sri chnam cái pi bạt phong mai bằng phone ai dọc tập prapra không cả đặc sinh chun bạt thầy được phong mai bằng phone phù lục minh mình khơi hói bạt chấm mũi đường la để miên phạ lệ phun ping pi ở chặt bốn sai bằng pearl bạt chấm mũi đường trực kiêng này đường mi pearl xin nhau ấy cứ nơi tầm nạc ca là o bạt nơi thay pli thay là o bạt chấm mũi đường tập nắm với cái điệp trong rủi ro chỉ sạch bạt chấm mũi đường sạch đáy ấp miên bốc ấp miên tre ở miền bắc ở miền bắc bà chấm muối nương giàn sờ bò ấy cứ nơi thung mây rừng mòn đó bà chấm muối nương lan để miền ai cả sạc cướp bà bông mai bông phôn lục bù lục mi lục ôm để miền chấm nạp rắm nông cạp prapra dọc từ prapra chỉ là cái nã đặc chính chun chỉ ở văn chỉ xong rồi đam tam tầm rơi ca tầm rơi chất bông mai bông phôn để dọc từ prapra bà bông mai bông phôn ai một mơ nông phơi tẹp toa rồi có ai kho sạ su ban tam giải lấy tu sập nhưng bạt nên hàng cầm này bị ô bạt được bọc mai bằng phôn nó bùi lục mi màn khơi hói mà chỉ mui nâng ca thọt bằng hai chút bọc mai bằng phôn nên màn khơi chỉ mui nâng phấn phía mà chỉ mui nâng tua lan một chút thằng nông thằng trái và chun bọc mai bằng phôn nên màn khơi mà chỉ mui nâng lan đi mà từ nay chun lan sát từ nay chun lan mấy và từ nay thà bọc mai bằng phôn dọc tới prapra thêm rồi và mình bị mắc trong cà ri chom rồi có tập tay ngay thêm tê bà tình yêu chun làm mây hơi sát đôi chỉ sai thêm nó bà cùng bạn phone bạn khơi hói bà cho mùi nồng tay thằng cào cứ trùng vén bạn hãy cho mùi nó sạch đại tua cứ răng mòn lò bà toàn miền bốc rồi có chơi bà cho mùi nồng lan để miền phạ lịch phun bình rồi chỉ sai bà cùng bạn phone bạn hãy dừng mưa cho mùi nồng cam bằng hai chun phục mai bằng phone bà đại bạn khơi cục lọc liệt bà cho mùi nồng stop thằng cào cứ nó xin đó bà tập năm một chum cứ nó sát bà admin khôi khát cho mình là tê bà vậy tới cứ bọc mai bằng phôn bà chấm muối nâng lan một cái này cứ dọc tới prà tạm đo bà mình bị bắt trong ca rip chom rồi có tóc tay thay mấy chấm nước na thiết tế bà khang khi nhom thôi ca rip chom rồi ro chỉ sạch tạm đo bà chấm muối nâng ca prà cầm lang một sân một sốt bà prà bọc lệ đáy bà hai chiếc bọc phết trong vèn bà bọc mai phôn bà đã dọc tới đặc bàn tràn tạm đo hai chấm muối nâng sờ bọ dàn ấy cứ mày rồi ro chỉ sạch hai bà bọc mai phôn bà chẳng nhom thôi ca bằng hai phần này khang lọc một sân chun phục mai bằng phôn một tháng tiền bà phục mai bằng phôn nó phù lục minh màn khơi hái bà chỉ mới nông phục lục sơn đấy cứ nó mấy sát bà admin select slot rồi có bạn bay khôi khát chấm nhận thế bà xem là phục mai bằng phôn nó phù lục minh lục ôm này cầm phun tay xoay rock tinh lan cho tập prapra bà chỉ rồi có chọn bàn tập hết lan mà sơn mà sốt cho tập prapra chỉ là cái nặng không khá đằng chún bà chỉ là cái nặng đấy chỉ phục cam xem là phục mai bằng phôn nó phù lục minh chỉ tập prapra ai kho sạ su bán bẹ pon cho mùi nâng lán bẹ pon cho mùi nâng đầm lấy bẹ pon cho mùi nâng quân phịp bà phục mai bằng phố này kho sạ su phòng thay bàn bà chẳng nhóm nâng thơ ca bằng hai phần này kháng nông bà tàn tiết chung phục mai bằng phố bà bà dương mà mơ phần này ai kia xa quýnh bà phục mai bằng phố bà cho mùi nâng phân phơi bì pon mà phê rồi chứ sạch bà cho mùi nâng chịu rồi rồi thay mà đó bà này dương mơ phần này kháng nông quýnh bà dương mơ chấm muối nồng phai khẳng con đông đi bà chấm muối nồng trôm phục rồi rồi chấm sạch bà chấm muối nồng sạch tròn chéng bà nước át ấp toàn miệng bạc bay khôi khát thế bà chấm muối nồng cái chọn là vấy nơi tầm nào ca là ó bà chấm muối nồng sạch đáy ấp miệng phục ấp miệng chơi bà cục lọc liết cứ nước át tầm đó bà để dương mơ chấm muối nồng sạch tròn tạp lố bà ấp miệng sạch sọ rồi có bạc bay khôi khát chấm nồng nhà thế bà phía sau chấm muối nồng mà sân được chẹt cứ nước chẹt tầm nào ca là ó bà ấp miệng khôi khát chấm nồng nhà thế bà chấm muối nồng ca lên trôm được cốt bà chấm muối nó sẽ chuẩn chiang phía này hàng xuyên bạn hãy chấm muối nâng xóm phục ấy cứ thông mây rụi rò chỉ sạch bà mình mây đấy cứ miên rụi rò mà gặp lê rụi chỉ sạch bà chấm muối nâng xóm phục bà chấm muối nâng tạp lô ấy cứ nâng thông mây xa tập ngoài phố là khơi hói bà này chấm muối nâng này càng cao đấy bà tập ngoài phố ai thưa đầm na chấm muối nâng càng cuối bà bay nẹp này càng cao đấy bà chấm muối nâng càng cao
ឬក៏ខាងមុខនេះបានពីរនាក់បាន 5 នាក់ទាំងអស់បាទជិះមុខទាំងក្រោយគឺ បាទនឹងសន្សំសំចៃបាទសាំងបានច្រើនបាទជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់មិនសុទ្ធគឺមិនសុទ្ធគឺស៊ីតិចហើយជាមួយនឹងតម្លៃធូរថ្លៃបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការដឹកជញ្ជូនពិតជាមានភាពងាយស្រួលតែម្ដងបាទហើយពិសេសជាមួយនឹងយើងមើលជាមួយនឹងត្រង់ផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺត្រង់វែងពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅដឹកលក្ខណៈអាជីវកម្មឬក៏លក្ខណៈខ្នាតតូចសម្រាប់គ្រួសារបាទជាតម្រូវការពុកម៉
គឺអត់ទាន់មានស្លេកឬក៏បាក់បែកគ្រឿងជាប់ត្រង់គឺអត់មានបាក់បែកទេបាទមិនប៉ុណ្ណឹងស្អាតមែនតើបាទអញ្ចឹងអត់មានខុសបំណងទេបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងដែលកំពុងតែស្វែងរកទីឡានប្រភេទឡាននេះយកទៅប្រើប្រាស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនគឺមានភាពងាយស្រួលហើយពិសេសជាមួយនឹងឡានដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកទៅដឹកបាទជាលក្ខណៈអាជីវកម្មបានបាទពិសេសឡានដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃហើយប្រើជាមួយ
ចំណុចទី1គឺតិចទៅទៀតណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកុំបងអង្គយូរបាទជាមួយនឹងឡានដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈអាជីវកម្មបានបាទមានតម្លៃទូថ្លៃបាទជាមួយនឹងឡានដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនមុតបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលមីងដែលចង់ដឹងជាមួយនឹងចំណងបន្ថែមទៀតអាចខលសាកសួរបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនឹងក្រុមនៃវីដេអូសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលមីងដែលចង់បានជាមួយនឹងឬក៏កំពុងតែ
ខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ